Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong buổi báo giá tổng hợp tối ngày hôm nay trên kênh YouTube cũng như trên trang fanpage ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương. Hiền Kim xin phép lên sóng cập nhật chi tiết những cái mẫu xe đang được chào bán tại showroom Luxury Car có địa chỉ là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Các bác, các anh, các chị quan tâm thì xin vui lòng liên lạc trực tiếp cho em qua số điện thoại 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Chất lượng xe bên em bán ra thì đều có cam kết bằng văn bản. Xe không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Các bác, các anh, các chị ở tỉnh xa không về được thì cứ làm việc với em qua điện thoại, em sẽ có dịch vụ hỗ trợ giao xe tận nhà để mọi người có thể test, để có thể kiểm tra, mang ra thợ, mang ra hãng kiểm tra cứ xe chuẩn, xe đẹp, xe không lỗi thì các bác, các anh, các chị mới thanh toán tiền cho bên em. Mua xe bên em thì rất là dễ, không sợ là mua phải xe lỗi bởi vì mình được phép kiểm tra trước khi xuống tiền. Ngày hôm nay thì em có về thêm một chiếc xe Camry bản 2.5Q 2018 này, một đôi Kia Cerato form mới màu trắng, màu vàng cát và màu đỏ, thêm những dòng như Elantra số sàn 2017, có Hyundai Santa Fe 2015 máy xăng, và đang trên đường về thì em có Fortuner 2016 máy dầu màu trắng, có thêm một chiếc xe Hyundai Tucson xe nhập khẩu 2016 màu nâu đồng, và có thêm một chiếc xe Kia Optima 2019 bản 2.0. Bây giờ thì không để mất thời gian của các bác và các anh các chị thì em sẽ báo giá lần lượt tất cả những cái đầu xe đang được chào bán tại cửa hàng để cho mọi người cùng tham khảo. Chiếc xe đầu tiên em xin giới thiệu với tất cả các bác là một chiếc xe Toyota Camry. Chiếc xe này là bản 2.5Q biển 34 Hải Dương. Xe chạy hơn 3 vạn, sản xuất cuối 2018. Hiện tại em đang chào bán với giá là 898 triệu. Hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Đấy, các bác, các anh, các chị tham khảo giúp em. Chiếc xe Toyota Camry bản 2.5Q. Chiếc xe này form mới, đèn bi rồi ạ. Đèn đôi nhá, đèn bi đôi nó rất là đẹp. Biển 34 Hải Dương màu đen. Nội thất của chiếc xe này là màu da bò. Dòng xe đẳng cấp theo thời gian ạ. Em xin đọc lại thông tin của chiếc Toyota Camry bản 2.5Q sản xuất 2018 form mới biển 34 Hải Dương. Chiếc xe này chạy 3 vạn và bên em đang chào bán với giá là 898 triệu. Các anh, các chị, các bác cần tư vấn, cần thêm thông tin thì có thể gọi trực tiếp cho bên em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0828 066 166 hoặc 0941 337 888. Tiếp theo, ngày hôm nay một chiếc xe cũng đã có mặt tại cửa hàng là một chiếc Hyundai Elantra. Đấy, em về một đôi Elantra số sàn màu trắng các bác nhé. Bản 1.6 GLS sản xuất 2017. Em đang bán với giá chiếc xe này là 425 triệu. Xe chạy 7 vạn. Rất là đẹp luôn. Đấy, từ hôm giờ các bác đang hỏi em Cerato Elantra số sàn thì em có đây luôn và ngay đây ạ. Bên em thì chỉ làm xe đẹp thôi nên là giá thì có hơi căng một chút, nhưng mà ngược lại thì đảm bảo cho các bác về chất lượng. Bởi vì mua xe bên em thì tất cả các anh, các chị, các bác từ trước tới giờ rồi ạ. Thậm chí là kể cả mua xe tiền tỷ cũng không cần về. Và làm việc qua điện thoại thì bên em sẽ có dịch vụ giao xe đỗ ở sân nhà các bác.
Lên đấy thì mọi người có thể test kiểm tra xe chuẩn, xe đẹp, xe đúng như cam kết bằng văn bản thì các bác mới giả tiền, mới thanh toán chứ không phải là giả tiền trước đâu ạ. Tất cả mọi hình thức diễn ra mua bán là khách hàng đi test, đi kiểm tra xe chuẩn đúng như cam kết, không tai nạn, không ngập nước, máy số zin thì mới giả tiền bên em nhé. Nội thất chiếc xe này đây ạ, nội thất hai màu, có màn hình, có đề nổ thông minh, tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng. Chiếc xe này chạy 7 vạn, một dòng xe phân khúc hạng C, Hyundai Elantra 1.6 bản GLS 2017. Em đang chào bán tại showroom có giá là 425 triệu có thương lượng ạ. Có thương lượng cho các bác, các anh, các chị quan tâm. Để tiện đăng dòng xe đây thì em có thêm một chiếc Kia Cerato số sàn. Các anh, các chị, các bác từ hôm hỏi giờ em là Cerato số sàn về chưa thì em có và lại ngay và luôn đấy ạ. Chiếc xe này sản xuất 2018 bản 1.6 MT. Xe chạy hơn 4 vạn, chính chủ một chủ từ đâu. Lốp còn theo xe. Em đang chào bán là 428 triệu nhé. La răng 17 inch này, có sạc tự động không dây này, có bô thể thao phía sau, đuôi cánh gió. Đây, một chiếc Kia Cerato. Để mọi người cùng ngắm và cùng tham khảo ạ. Xe đẹp quá đúng không ạ? Nội thất màu kem. Cần chi tiết hơn thì các bác có thể xem trên kênh của em Hiền Kim nhé. Hoặc có thể gọi đến số hotline bên em thì em sẽ gửi full hình ảnh chi tiết để mọi người cùng tham khảo. Chiếc Cerato 2018 phân khúc xe hạng C em đang chào bán có giá là 428 triệu. Thêm một chiếc xe foam mới đây. Đấy, foam mới ngày hôm nay thì em đã có mặt tại cửa hàng, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu vàng cát thì em sẽ review luôn. Thêm một chiếc xe Kia Cerato. Chiếc xe này là 2019 bản Luxury 1.6. Xe chạy hơn 4 vạn. Chạy hơn 5 vạn. Em vừa về tại cửa hàng chiều ngày hôm nay đấy ạ. Em đang chào bán có giá là 568 triệu. Các bác, các anh, các chị cùng ngắm chiếc Kia Cerato form mới bản Luxury 1.6 phân khúc hạng C. Em có cả màu vàng cát, có cả màu đỏ. Đấy, cùng ngắm giúp em Hiền Kim. Quá đẹp luôn ạ. Review qua thôi ạ. Còn chi tiết thì anh các chị cứ gọi cho em luôn. Rất là thích cái nội thất của chiếc xe này. Nội thất thì như mới. Vô lăng thể thao. Có màn hình rồi. Có cửa sổ trời, đèn nổ thông minh, ghế điện đầy đủ. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Kia Cerato bản Luxury 2019 số tự động 1.6, dòng xe phân khúc hạng C, chạy 5 vạn và em Hiền Kim đang chào bán tại cửa hàng có giá là 568 triệu. Tiền đang ở dòng Cerato bản Luxury thì em giới thiệu luôn một chiếc xe màu đỏ đây. À, cùng xe phân khúc hạng C, cùng form mới, em có thêm một chiếc xe Kia Cerato bản Luxury đây ạ. Chiếc xe này thì biển 51 Sài Gòn. Nếu mà như các anh các chị về biển Hà Nội ấy thì sẽ không mất tiền chuyển vùng đâu. Nên là ưu tiên là được như vậy. Và chiếc xe này thì chạy cũng tầm như thế, cùng tầm 5 vạn mốt. Em đang chào bán cũng đồng giá là 568 triệu các bác nhé. Xe thì các bác cứ đi test, đi kiểm tra thoải mái. Cứ cam kết đủ chất lượng cho các bác là xe không tai nạn, không ngập nước, máy số zin thì mới thanh toán trả tiền. Kia Cerato bản Luxury ạ.
Xe đẹp quá đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Thông cảm giúp em nhá, buổi tối đây là ánh sáng nó hơi thiếu một chút. Một đôi Kia Cerato bản Luxury 2019 em đang chào bán tại cửa hàng có giá là 568 triệu, màu đỏ, màu vàng cát để các bác lựa chọn. Sang những cái dòng xe gầm cao thì một đôi EcoSport này thì em xin phép dừng giao dịch ạ. Chiếc 2018 màu trắng này thì em đã nhận cọc khách về Quảng Ngãi rồi. Còn chiếc 2016 màu xám thì em nhận cọc về Hải Dương. Phía sau thì em còn Innova. Chiếc Tucson máy dầu màu đỏ thì ngày hôm nay em đã bán về Thái Nguyên rồi. 7 chỗ thì em còn Innova đây ạ. Có Santa Fe nữa. Và em đang về một chiếc Fortuner máy dầu màu trắng. Thì sáng ngày mai em sẽ lên sóng. Còn chiếc 7 chỗ Kia Sorento máy dầu này thì khách đã cọc cho em 600 triệu rồi. Mùng 2 âm lịch đầu tháng này thì khách lấy xe và phun tiền. Và dòng 7 chỗ hiện tại trong cửa hàng thì em đang có một chiếc xe đây. Một chiếc Innova. Chiếc xe này là bản E biển 98 Bắc Giang. Anh em vào bảo kế toán đưa hộ em nhé. Chiếc xe là biển 98 Bắc Giang 2.0, xe chạy 7.1 vạn, sản xuất 2018, form mới. Em đang chào bán tại cửa hàng có giá chiếc xe này là 558 triệu. Các bác cùng ngắm giúp em. Thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì nó sẽ dao động khoảng tầm từ 8 đến 9 lít trên 100 cây. Nội thất màu da bò ạ. Quá đẹp đúng không bác ơi? Một chiếc Innova 7 chỗ ngồi, sản xuất 2018, bản 2.0E. Em đang chào bán tại cửa hàng có giá là 558 triệu. Thêm một chiếc xe 7 chỗ nữa đây. Một chiếc xe 7 chỗ nữa để các bác cùng ngắm và cùng tham khảo là một chiếc Hyundai Santa Fe bản máy xăng. Đấy, xe đi gần 10 vạn, chính chủ một chủ từ đầu màu vàng đồng rất là đẹp này. Bác nào đang yêu thích Hyundai Santa Fe thì vào ngắm luôn giúp em Hiền Kim nhé. Chiếc xe này chạy gần 10 vạn, sản xuất 2015, 7 chỗ ngồi, số tự động, máy xăng. Và em đang chào bán tại cửa hàng ngày hôm nay có giá là 688 triệu. Rất là đẹp cho một chiếc Hyundai Santa Fe ạ. Nội thất màu đen, xe rất là đẹp các bác nhé. Máy số zin, không mất một phân keo chỉ nào. Tất nhiên là những cái hao mòn theo thời gian xe cũ thì không tránh khỏi đâu. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc Hyundai Santa Fe. Sản xuất 2015, 7 chỗ ngồi, số tự động, máy xăng. Chiếc xe này em đang chào bán tại cửa hàng có giá là 668 triệu. Đây là những cái dòng xe 7 chỗ. Và sáng ngày mai thì em về thêm Fortuner máy dầu 2016. Có thêm Tucson xe nhập khẩu 2016 màu vàng cát. Thì xe về đến nơi thì em sẽ lên sóng và quay chụp luôn cho anh chị cùng ngắm. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển sang những cái dòng xe phân khúc hạng B đây. Một chiếc xe Mazda 2, xe nhập khẩu bản Luxury. Rất là đẹp. 2019, xe nhập khẩu bản Luxury. Xe chạy 3 vạn. Em đang chào bán có giá chiếc xe này là 492 triệu.
rất là đẹp luôn ạ. Xe mới đi có 3 vạn thôi thì như mới rồi, không có cái gì phải bàn cãi về chất lượng xe cả. Màu xanh ngọc, màu này thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Sang ở phía bên này thì em còn một chiếc Mazda 3 bản 2019, có ghế điện, có cửa sổ trời. Xe chạy hơn 4 vạn và chiếc Mazda 3 này em đang chào bán tại cửa hàng có giá là 595 triệu. Những cái dòng xe tầm vừa tiền thì em đang có một chiếc Chevrolet Cruze đây ạ. Chiếc xe này 2017 bản 1.6 và em đang chào bán tại cửa hàng có giá là 350 triệu. Cho một chiếc Chevrolet Cruze. Này các bác cùng ngắm nhé, rất là nhiều những cái mẫu xe đẹp. Yêu thích mẫu xe nào thì cứ chụp lại màn hình và nhắn tin qua số điện thoại 0978 607 555. Em sẽ có một cái giá yêu thương nhất cho các tả các bác, các anh, các chị quan tâm. Và chất lượng xe thì mua bên em thì mọi người cứ yên tâm rồi, đúng không ạ? Không cần về cũng được. Em có dịch vụ hỗ trợ vận chuyển giao xe tận nơi để mọi người có thể test, kiểm tra. Những xe đảm bảo, xe không tai nạn, xe không ngập nước, xe không thủy kích, xe không bổ máy thì các anh các chị mới thanh toán trả tiền. Còn nếu như phát hiện bất cứ một cái lỗi gì về tai nạn, đâm đụng, ngập nước thì tất cả chi phí bên em vận chuyển đến hay là mang đến cho các bác thì bên em đều chịu 100% nhé. Mua bán bên em thì đều có hợp đồng mua bán của công ty, đều có dấu đỏ pháp danh của công ty, cũng không tất cả các giao dịch đều thực hiện bằng văn bản, nên là mọi người cứ yên tâm là như vậy. Nên là chuẩn chỉ, che đẹp thì các bác mới trả tiền, cũng không sợ là bị lừa hay là cũng không sợ thế nọ thế kia. Bởi vì tất cả giao dịch các bác không về được, ví dụ Thái Nguyên hay là Bắc Giang hay là Bắc Ninh thì cứ làm việc qua điện thoại, là bên em sẽ có dịch vụ em thuê người đánh đến tận nhà để mọi người thuê thợ mang ra hãng để test. Và rất là nhiều các mẫu xe đấy ạ, tại cửa hàng bên em, và tiếp tục sẽ về thêm nữa. Thì các bác cứ đăng ký kênh của em để có thể cập nhật và theo dõi ưng mẫu xe nào. Thì nếu mà có thời gian thì các bác ghé về địa chỉ 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi báo giá tổng hợp tiếp theo trên kênh của em.